Đơn này là của một một bạn ở Hà Nội. Cái đơn này là bạn ấy đặt hỏa tốc. Bạn này bạn đặt cây 4U V01 anh em ạ. À, đặt hai cây 4U V01 này. Mình sẽ mở ra để kiểm tra. Kiểm tra vợt cho bạn ấy. Nét luôn anh em ạ. Khi mà ok không có vấn đề gì thì mình sẽ đóng gói cho bạn ấy. Kiểm tra xem đã đầy đủ phụ kiện chưa. Phụ kiện tặng kèm thì có cuốn cán này, cuốn cán này, băng thấm hút mồ hôi này và một thẻ bảo hành. Đó, thẻ bảo hành nha anh em nhé. Xem cây này có quấn cán chưa. Đấy. Cây là cũng sẽ được tặng quấn cán và băng thấm hút mồ hôi luôn nha cả nhà nha. Và một tờ tiền may mắn. Bạn này thì bạn đặt hai cây thì là shop có tặng thêm cho bạn ấy một hộp cầu này. Đấy, một hộp cầu đi kèm luôn. Đấy. Anh em nào mua cây V01 ấy, thì mình có để link ở bên dưới video nhé. Hộp rất là chắc chắn thì anh em yên tâm nhé. Nhận hàng thì yên tâm kiểm tra thoải mái. Bởi vì là cái hộp này là hộp 5 lớp bên mình mới đặt ấy. Cho nên là nó rất là cứng. Anh em có thể ngồi lên cũng không bị bẹp luôn. Rất là cứng luôn. Dán tem cho bạn ấy. Đó, ok.